Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mua chuộc vây cánh Hà Tĩnh, thiết lập vòng vây bảo vệ an toàn bản thân trước ông Tổng. Số lượng ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất là Nghệ An với 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Kế tiếp là đến Hà Tĩnh với 11 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Nghệ An là lãnh địa của ông Vương Đình Huệ. Không lời nào ông Huệ cho Phạm Minh Chính chen chân vào mua chuộc thế lực Nghệ An. Chỉ còn thế lực Hà Tĩnh là nơi có thể mua chuộc để lập vây cánh cho mạnh. Thanh Hóa đương nhiên là lãnh địa của ông Phạm Minh Chính, nơi đây có đến 5 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, nếu mua chuộc được thế lực Hà Tĩnh, ông Phạm Minh Chính có lực lượng cực đông đảo với 16 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Lực lượng liên minh này đủ mạnh để ông Phạm Minh Chính đối đầu với lực lượng mạnh nhất tại Trung ương. Mà đứng đầu nhóm Hà Tĩnh là Trần Cẩm Tú, Phạm Minh Chính thì nắm được Trần Cẩm Tú trong tay thì có một lực lượng sẽ vô cùng hùng mạnh, khó ai địch nổi. Và thực tế, Trần Cẩm Tú đã ngả về phe Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Trần Cẩm Tú đã bắt tay ngầm với Phạm Minh Chính. Theo các quy định về quản lý cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xử lý cán bộ cao cấp luôn có bước đi từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thành Long, ông Chu Ngọc Anh đều do Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi sau đó ra Trung ương bỏ phiếu xem xét hình thức kỷ luật. Có điều lạ là khi cơ quan điều tra các căn cứ vi phạm pháp luật mà phải chờ phán xét của Ủy ban Kiểm tra bằng hình thức bỏ phiếu, giơ tay. Rồi ra Trung ương cũng như vậy. Theo thông tin mật mà tờ Thời báo.de vừa nhận được, nếu không có quyết tâm làm tới cùng của ông Nguyễn Phú Trọng thì cơ quan điều tra do ông Tô Lâm cầm đầu, Trần Cẩm Tú đã trình phương án khiển trách Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Bởi ông Phạm Minh Chính trừng phạt Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh là đang nhắm tới ông. Theo điều lệ đảng thì việc lập được vành đai an toàn ở phòng tuyến Ủy ban Kiểm tra đã tạo bước đệm an toàn cho ông Phạm Minh Chính. Ông Chính đã thiết lập mối quan hệ với chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, làm việc với Hà Tĩnh, đưa toàn bộ các bộ trưởng về Hà Tĩnh hòng lấy lòng cán bộ người gốc Hà Tĩnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Nhóm cán bộ Hà Tĩnh cũng tranh thủ vì nhận thấy có thể khai thác sự khác biệt lớn giữa Thanh Hóa và Nghệ An, cũng tranh thủ để có thể ủng hộ đưa Đặng Quốc Khánh từ Hà Giang về làm chủ tịch Hà Nội, dù họ có thể thấy ông Chính muốn đưa Nguyễn Văn Thắng từ Điện Biên về Hà Nội hơn. Những toàn tính và lo xa của một nhà tình báo như ông Phạm Minh Chính thì có thể người Hà Tĩnh không thể lường hết được. Sự đề phòng của ông Chính có thể còn thấy khi ông về Quảng Ninh, ông đưa hai cán bộ thân tín ở Bộ Công an về Quảng Ninh nhằm môi giới tìm kiếm tài liệu và khống chế các sở ban ngành ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng không phải dạng vừa. Vỏ kết dày thì có móng tay nhọn. Ông Nguyễn Phú Trọng quyết định bắt cánh tay phải của ông Phạm Minh Chính tại thành phố Hạ Long. Đó chính là ông Phạm Hồng Hà, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, cựu trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long. Ông Hà bị bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ theo điều 356 của Bộ Luật Hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, ông Phạm Minh Chính mua chuộc nhóm Hà Tĩnh là nước đi khó chịu đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, cho đến giờ này, ngay trong nhóm liên minh này cũng không đồng tình lắm về vấn đề chia chác ghế quyền lực nếu bảo vệ Phạm Minh Chính thành công. Chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội là ghế rất béo bở mà hiện nay cả cánh Hà Tĩnh và nhóm Thanh Hóa của Phạm Minh Chính đều nhòm ngó. Xem ra, liên minh này hay nhưng lại khá lỏng lẻo. Thông tin về ông Phạm Minh Chính cũng như đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục. Mời các bạn đón xem bản tin lần tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gia đình lớn của ông Phạm Minh Chính vô nể nếp, buông thả và chạy theo giá trị đồng tiền. Thông tin từ hồ sơ tài liệu mật mà Thời báo.de vừa nhận được chia sẻ. Người ta nói tề gia trị quốc, bình thiên hạ, ông Phạm Minh Chính là một người không tề gia được. Khác hẳn với Nguyễn Tấn Dũng, con cái được học hành nghiêm túc, sống không buông thả mà có phần còn mẫu mực. Gia đình Phạm Minh Chính không được như thế
bởi tấm gương tề gia của ông Chính rất tệ. Với người bạn đời mà không tử tế thì mọi sự tử tế bên ngoài đều là giả tạo, là vì mặt nạ của bản thân chứ không vì nhân cách được phát ra từ thâm tâm. Loại người sống bạc bẽo với vợ nhưng cung phụng nhân tình hết mực, người ta gọi đó là loại người khôn nhà giải trợ. Ông Phạm Minh Chính chỉ biết thỏa mãn cái tôi, không bao giờ ông này nghĩ tới con người khác. Đấy là bản chất của con người ông. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Từ nhỏ lớn lên, con người luôn chịu ảnh hưởng từ gia đình của mình. Gia đình lớn của ông Phạm Minh Chính là gia đình mà bố mẹ ông là chủ gia đình. Trong đó, ông là con cái phải chịu sự giáo dục của người lớn. Gia đình nhỏ của ông Chính là gia đình mà ông làm chủ gia đình, và con cái của ông lại tiếp tục chịu sự giáo dục của gia đình từ tấm gương của ông. Về gia đình lớn, khi nhìn vào lối sống của ông, các anh chị em của ông, có người đánh giá rằng gia đình vô nề nếp, làm tấm gương xấu cho con cái của ông từ gia đình lớn mà ra. Hồ sơ mật cũng tiết lộ rằng các em của ông, người thì không có chồng là bà Xuân, người thì bỏ chồng là bà Thanh sinh năm 1966 và đang cặp bồ với một người trẻ hơn mình đến 5 tuổi sinh năm 1971. Tất cả họ đều đã như người cò mồi của dự án. Riêng ông Phạm Minh Chính thì cũng không khá hơn. Ông xây dựng gia đình nhưng không thể tề gia vì cái tính gia trưởng của ông. Từ đó gia đình ông là một gia đình bất hạnh, mà con người chịu bất hạnh nhiều nhất chính là người vợ của ông. Không một người vợ nào có thể chịu nổi cảnh ông chồng đi sống như vợ chồng với người đàn bà khác rồi về bạo hành ngôn từ với mình. Bà Trân được đánh giá là phụ nữ chịu đựng tốt, chịu nhục tốt để giữ thể diện cho chồng làm thủ tướng của bà. Mặc dù bị gạt ra vai trò đệ nhị phu nhân trong các cuộc công du quốc tế, nhưng bà cũng cam lòng mà không chút đòi hỏi, không chút phản kháng. Đây là hình ảnh nhìn căn biệt phủ khang trang như thế, nhưng bên trong nhà không hề có nề nếp. Hiện tại bà Trân đang làm vai trò của một kịch sĩ, luôn tạo ra vẻ là người vợ của một thủ tướng, nhưng thực chất trong mắt ông Phạm Minh Chính đã không có bà từ rất lâu. Được biết bà Trân là phụ nữ hướng nội, Phạm Minh Chính có khẩu vị thích phụ nữ ngoại hoạt bát, làm ăn với đối tác hơn là im lặng. Vì thế ông đã sa vào lòng của Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ngơ đi người vợ chính thức của mình. Vì vướng vào cái gọi là đạo đức cách mạng hay đạo đức Hồ Chí Minh gì đó, nhưng người Cộng sản không dám bỏ vợ và công khai người tình làm vợ chính thức cho được. Với người chủ gia đình thì như thế, nên con cái của ông Phạm Minh Chính cũng không ra gì. Con gái cũng bỏ chồng và lấy Hoàng Ngọc Phương, người mới được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Việt Tín Băng vào tháng 5 năm 2022. Phương vốn là con rể của gia đình chủ khách sạn Sapphire số 4 Bà Triệu. Phương nằm trong số những boy ăn chơi, chuyên đi săn, gái nhà giàu, con gái nhà quan chức, vân vân. Kể cả trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Việt Tín Băng, Hoàng Ngọc Phương và con gái của ông Chính được coi như là các nhà cố vấn và tham dự rất nhiều cuộc họp mà theo quy định của bảo vệ chính trị nội bộ thì không được phép tham dự. Khi ông Chính là nhân viên tình báo hoạt động tại Romania, ông đã đưa em ruột sang đó và hiện tại nhiều người trong số họ đang có quốc tịch Romania ở đây. Đây là hình ảnh gạt vợ ra mọi chuyến cung du, Phạm Minh Chính đang bạc bẽo và khinh thường vợ. Những con người khôn nhà dại trợ về bản chất là sống rất ích kỷ, không bao giờ hy sinh cho ai cả, kể cả người ruột thịt của mình. Với xã hội, họ đối xử tốt hay chừng mực thì chỉ là cách tạo ra mặt nạ cho bản thân. Những loại người này nếu nắm vận mệnh quốc gia thì họ sẽ đặt vận mệnh dưới cái tôi của họ, rất nguy hiểm. Loạt phóng sự về Phạm Minh Chính sẽ còn tiếp tục. Tờ Thời báo .d sẽ lên tiếp phóng sự để phục vụ khán giả. Kính mời các bạn xem tiếp bản tin lần sau từ hồ sơ giải mật này.